Thì xin chào các bạn đã đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with us. Hôm nay chúng ta sẽ học một câu rất là quen thuộc khi mà chúng ta trong giao tiếp đôi lúc mình không biết một vấn đề nào đó mà sẽ là tôi không biết. Tôi là ai không là don't, biết là no, I don't know. Nhưng mà nếu lúc nào chúng ta chỉ nói tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết thì nó sẽ không hay lắm. Cho nên bài hôm nay ngoài câu tôi không biết là I don't know, TK sẽ chỉ cho các bạn thêm một vài tình huống khác hoặc là một vài mẫu câu khác để chúng ta có thể sử dụng khi mà mình muốn bày tỏ là mình không hiểu hoặc là mình không biết một vấn đề nào đó các bạn nha. Tôi không biết là I don't know. Mình có một câu khác cũng tương tự như vậy là tôi không biết gì luôn. Đó là I have no idea. I have là tôi có, no là không có nghĩa là tôi không có idea có nghĩa là khái niệm. Tôi hoàn toàn không có một chút khái niệm nào luôn thì khi chúng ta dịch ra là tôi không biết gì luôn. I have no idea. Idea có hai âm, mình nhấn âm đầu tiên là I. Idea. I have no idea. Mẫu câu tiếp theo cũng tương tự như vậy. Tôi không có chút xíu manh mối nào luôn. I have no clue. Từ clue có nghĩa là manh mối. Chúng ta dịch sát nghĩa là tôi không có chút manh mối nào nhưng mà nghĩa của nó vẫn là tôi chẳng biết tí gì luôn i have no clue i have no clue đôi khi chúng ta nói là tôi cũng không chắc lắm nữa thay vì nó là tôi không biết mà nó là tôi cũng không chắc nữa i am not sure từ sure có nghĩa là chắc chắn đây là một từ đặc biệt thường chúng ta thấy chữ s viết một mình mình đọc không công lưỡi nhưng mà chữ sure là từ đặc biệt ngoại lệ Chúng ta phải cong lưỡi và đẩy môi ra phía trước. Sure. Sure. Các bạn lưu ý từ này là từ đặc biệt, mình không đọc là sure, mình phải đẩy môi ra sure. và lưỡi cong lên. Sure. Sure. I am not sure. Tôi không chắc nữa. I am not sure. Cũng mang ý nghĩa là chắc chắn, mình có một từ tương tự là certain certain đây cũng là tính từ nên chúng ta sử dụng động từ từ bi i am không là not certain tôi cũng không chắc chắn nữa mình nhấn âm đầu tiên certain i am not certain i am not certain tôi không thể nói chắc được chúng ta có từ không thể nếu mà có thể mình đọc là can không thể chỉ khác có thể có một chữ t thôi can't can't cho nên chúng ta nhớ mình đừng quên chữ t này đôi khi mình không nghe người bản xứ đọc chữ t nhưng mà đối với chúng ta để cho mình biết chắc là họ hiểu được ý của mình thì khai khuyên là mình nên để chữ t nhẹ ở đây các bạn nhé i can tôi có thể i can't tôi không thể i can't say for sure ở đây mình có từ C, các bạn lưu ý, từ C không được công lưỡi nhưng sure phải công lưỡi. Say sure các bạn thấy sự khác nhau phải không Say sure Say sure I can't say for sure tiếp theo mình có từ beat me beat me có nghĩa là tôi chịu mình có động từ beat là đánh hoặc là đập ở đây hai nguyên âm đứng cạnh nhau chúng ta kéo dài e beat beat là đánh hoặc là đập. Ở đây không có nghĩa là đánh tôi hoặc là đập tôi, mà có nghĩa là tôi chịu. Ngoài nghĩa đánh hoặc là đập ra nó có một nghĩa khác nữa là thắng hoặc là đẩy lùi. Khi mà mình à, cá cược một cái gì đó, à anh đã thắng tôi rồi. You beat me là anh đã chiến thắng tôi rồi. Thì đây là trường hợp này. Bạn thắng tôi rồi, tôi chịu, tôi chịu thua, tôi không biết. Tôi chịu thua, tôi đầu hàng, có nghĩa là tôi không biết. Đây là một thành ngữ sử dụng rất là phổ biến trên các bạn học luôn từ này nhé. Beats me. Tôi chịu. I am unaware of that. Tôi không biết về việc đó. Mình có từ unaware là không biết. Từ gốc là aware. Có nghĩa là biết hoặc là nhận biết. Aware. Aware. Chúng ta thêm tiền tố un ở ngoài trước. Có nghĩa là không. Unaware là không biết hoặc là không nhận biết. Tôi không biết về việc đó. I am unaware of that. Khi mình đọc từ of, các bạn lưu ý có chữ F nếu mà mình đọc là of. of nó sẽ không hay bằng mình đọc là of. Of. Từ that, lưỡi để giữa hai răng. The. That. That. I am unaware of that. I am unaware of that. Tôi cũng thắc mắc y chang vậy á. Tôi cũng thắc mắc. Mình có từ tự hỏi muốn biết hoặc là thắc mắc là wonder. Mình nhấn gắm đầu tiên các bạn nhé. Wonder. Wonder. Ở trong câu này mình thắc mắc làm không phải là bây giờ mình mới thắc mắc mà có thể trước đây chúng ta đã thắc mắc rồi. Chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I've been wondering. Chúng ta có từ bin mình lưu ý đây là hai nguyên âm đứng cạnh nhau, hai chữ y mình kéo dài không đọc là bin. Mình đọc là bin. Bin. I've been wandering. I've been wandering. Y như vậy. Từ giống nhau hoặc là y chang nhau là the same. Cái điều như vậy, thing. Chữ the và chữ thing có chữ th mình để lửa giữa hai răng. The. The. Thing. Thing. the same thing i've been wondering the same thing đôi khi giữa bạn bè thân thiết khi mà người ta hỏi mình mình kêu chứ ai mà biết được ai mà biết được thì mình có từ ai là who biết là no chúng ta chỉ động từ là who knows who knows từ no know này bắt đầu bằng chữ k và chữ n khi mà chữ k và chữ n đứng cạnh nhau chữ k luôn luôn là âm câm các bạn nha mình không đọc mình chỉ đọc từ no Who knows? Ai mà biết được. Who knows? Hoặc là một cách nữa là chỉ có Chúa mới biết hoặc là chỉ có trời mới biết. Mình có từ chỉ là only. Chúa hoặc là trời là God. Chữ know là biết. Only God knows. Only God knows. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Rất là đơn giản. TK đưa cho các bạn là 10 mẫu câu. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng 10 mẫu câu này cũng phải tùy vào tình huống. Giống như khi chúng ta nói chuyện với người lớn tuổi hơn hoặc là với sếp của mình, thì chúng ta không thể nào nói là à chỉ có trời mới biết, chỉ có chú mới biết hoặc là ai mà biết được. Cho nên chúng ta cũng phải tùy theo ngữ cảnh, tình cảnh mà mình sử dụng cho thích hợp các bạn nhé. Nghĩa giống nhau nhưng mà mình có tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng. Ở phần tiếp theo các bạn sẽ cùng nhau tập đọc với anh Frank nhé. I don't know. I don't know. I don't know. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no clue. I have no clue. I have no clue. I am not sure. I am not sure. I am not sure. I am not certain. I am not certain. I am not certain. I can't say for sure. I can't say for sure. I can't say for sure. Beats me. Beats me. Beats me. I am unaware of that. I am unaware of that. I am unaware of that. I've been wondering the same thing. I've been wondering the same thing. I've been wondering the same thing. Who knows? Who knows? Who knows? Only God knows. Only God knows. Only God knows. I don't know. I don't know. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no clue. I have no clue. I have no clue. I am not sure. I am not sure. I am not sure. I am not certain. I am not certain. I am not certain. I can't say for sure. I can't say for sure. I can't say for sure. Beats me. Beats me. Beats me. I am unaware of that. I am unaware of that. I am unaware of that. I've been wondering the same thing. I've been wondering the same thing. I've been wondering the same thing. Who knows? Who knows? Who knows? Only God knows. Only God knows. Only God knows. TK cảm ơn các bạn vì đã học chung với em Phan và TK ngày hôm nay. TK chúc cho các bạn học thật là tốt và các bạn có thể giúp cho TK bằng cách là mình like và share video này nhé. TK cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh Phan cũng sẽ có một bài học tương tự như vậy. Cho nên nếu mà các bạn muốn nghe về phần giải thích, thay vì TK giải thích bằng tiếng Việt, thì anh Phan sẽ giải thích những cái này bằng tiếng Anh. Nếu mà các bạn thấy mà mình có thể hiểu được bài này rồi, mình muốn nghe anh Phan Anh giải thích bằng tiếng Anh như thế nào để xem mình có hiểu được hết những dạng giải thích hay không, thì các bạn có thể vào trong Study English with Frank. Thay vì là Study English with Us, các bạn vào trong YouTube Study English with Frank, thì mình sẽ học được tất cả những cái bài mà anh Phan Anh giải thích bằng tiếng Anh để cho các bạn có thể luyện nghe một cách à, từ từ mình sẽ quen dần với cái việc mà chỉ nghe toàn là tiếng anh thôi các bạn nhé ngoài ra đối với các bạn mới các bạn cũng có thể nếu mà mình cảm thấy rằng học trên youtube thỉnh thoảng mình hay bị quảng cáo nó chèn ngang làm cho mình cảm thấy bị mất hứng các bạn không muốn như vậy các bạn muốn chuyên tâm tập trung học các bạn có thể vào trong trang web study english with us ca nếu mà học trên trang web thì các bạn sẽ không bị quảng cáo nhưng mà ngược lại các bạn sẽ phải trả một cái phí tại vì cái phí đó TK dùng để duy trì cái trang web đó. Cho nên các bạn có thể vào đó và mình xem coi mình có cảm thấy thích bên đó hơn hay không các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!